thời kỳ quá gấp rút của mỗi chúng sanh, mỗi trong cái chu kỳ của lý tâm quân. Thượng quân thượng, người thượng quân chung, thượng quân hạ. Vì vậy cho nên thời kỳ này căn cơ chúng sanh đó, thì là quá mỏng, cái nghiệp duyên là cái đức hạnh thì nó quá cạn. Vì vậy cho nên lời Phật dạy cử thiện bất giáo, bất năng bất thiết, có nghĩa là dạy bảo việc lành người không chịu làm theo, nên hết lòng khuyên nhủ. Bây giờ Đức Thầy dùng thiên cơ thời cuộc để chi? Hối chúng sanh. Thầy nói là mau mau kiếp kiếp chuyên cần chúng sanh còn có lập thân hội này, tại vì đã hết đời. Hạ quân hạ đã hết đời. Thầy nói hạ quân này đã hết đời. Vậy là hết đời của thời kỳ hạ quân hạ, cho nên Đức Thầy phải nấu thiên cơ để cho chúng sanh sợ. Vì dạy bảo việc lành người không chịu nghe, buộc lòng phải tiết lộ thiên cơ. Mà cái buổi đầu tiên là Đức Thầy nói trong bài Xí Mạng ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, biết thiên đình hoặc định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan, ta đây thì không thể đem phép quỷ linh mà cứu an tai họa, chiến tranh tàn khốc do là người tàn bạo gây nên. Rõ ràng tháng chạp niên Quý Mão cũng là còn 5 ngày nữa thì đã hết cái năm Mẹo. Là chúng ta thấy sống hiện nơi đây là cái cảnh vật của vui tươi, sự thật là ở thế gian. Thì vừa rồi Thành Bổn có hỏi lên, nó tại sao khi Đức Phật đã thuyết pháp độ đời trải qua 49 năm, ngày tiên tri thiên cơ thì cuộc rất ít, chứ không phải không có nha. Đức Phật ngày xưa có, mà nhưng ngài chỉ nói ít, là tại vì trong thế kỷ khoảng thứ 6 thì đến nay là 2576 năm, thì vậy trên quá lâu chưa có đến đại hội Long Hoa. Thế nên Đức Phật chỉ thiết độ cho con người chỉ giác ngộ tu hành đến đắc thành đạo quả. Miễn khi xưa Đức Phật thuyết pháp thì là người tỏ ngộ cái pháp, nhận được cái pháp là người đó giác ngộ thì tu đắc thành quả vị liền ngay trong cái thời đó. Nhưng trải qua dần thời kỳ 2567 năm thì đã hồi trung pháp, bây giờ đến đời hạ nguyên mạt pháp cùng cuối mà Đức Thầy ra dạy chúng sanh tu hành. Đó là Đức Phật Thầy Đại An, rồi đến Đức Phật Chùm, đến Bổn Sư, ông Sư dạy, đến Đức Thầy đây. Vậy vậy cho nên Đức Thầy đã cho chúng sanh biết trong cái thời kỳ này là đời hạ nguyên hạ, là đời cùng cuối, mà Đức Thầy cho biết là hạ nguyên nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi giờ gia can, năm Mèo Kỷ Mão rõ ràng khắp trong chàng hạ nhộn nhạc chi chi. Vậy thì bây giờ đến cái giai đoạn là thời kỳ quá gấp rút của mỗi chúng sanh, mỗi trong cái chu kỳ của lý tâm quân. Thượng quân thượng, người thượng quân chung, người thượng quân hạ. Vì vậy cho nên thời kỳ này căn cơ chúng sanh đó, thì là quá mỏng, cái nghiệp duyên là cái đức hạnh thì nó quá cạn. Vì vậy cho nên lời Phật dạy cử thiện bất giáo, bất năng bất thiến, có nghĩa là dạy bảo việc lành người không chịu làm theo, nên hết lòng khuyên nhủ. Bây giờ Đức Thầy dùng thiên cơ thời cuộc để chi? Hối chúng sanh. Thầy nói là mau mau cái kiếp chuyên cần chúng sanh còn có lập thân hội này, tại vì đã hết đời. Hạ quân hạ đã hết đời. Thầy nói hạ quân này đã hết đời. Vậy là hết đời của thời kỳ hạ quân hạ, cho nên Đức Thầy phải nấu thiên cơ để cho chúng sanh sợ. Vì dạy bảo việc lành người không chịu nghe, buộc lòng phải tiết lộ thiên cơ. Mà cái buổi đầu tiên là Đức Thầy nói trong bài Xí Mạng ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, lý thiên đình hoặc định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan, ta đây thì không thể đem phép quỷ linh mà cứu an tai họa, chiến tranh tàn khốc do là người tàn bạo gây nên. Rõ ràng.
Vậy là chúng sanh đời kỳ này quá ác, gây nên cái tội chướng quá nhiều. Đó, vậy cho nên Đức Thầy và các bậc lâm phàm, Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế bắt đầu phải tiết lộ thiên cơ để cho chúng sanh tu mới kịp. Chứ còn nếu như không tiết lộ hết thì chúng sanh đang còn nghi, còn mãi là ngờ nghi hoài. Đó, vì vậy cho nên á, dân với chúng còn nghi mãi mãi, rõ ràng còn nghi, đợi chưa, đợi còn dài. Mà như sự thật ra cái kiếp con người nó quá mỏng manh, nó quá vắng, nhất tất bất hồi thiên thu vĩnh biệt. Đó, như vậy thì mỗi một cái hơi thở ra mà không hít lại ắt là mạng vong rồi, rồi là giả lợi. Thời kỳ thượng nguyên đã sắp đến mà Đức Thầy đã nói là mẹo đã hết rồng, bây giờ dẫn khắp hoàn cầu nghịch lẫn cùng nhau vì thương chúng sanh. Đây có phải là Đức Thầy tiết lộ thiên cơ nữa không? Thầy nó hỏi công đồng xem xét hẳn ngồi sai chi tướng, xuống găng trần thế bắt đầu bây giờ. Chúng sanh đang bị tai nạn sắp đến, là bị găng á, là trải qua là mấy chục năm trường dài đằng đẵng mà chúng sanh chưa nghe, chưa sợ, chưa chưa ngán. Cho nên Đức Thầy phải đem thiên cơ. Đức Thầy mới nói thiên cơ, máy thiên cơ mỗi phút mỗi thai, hay chưa? Bây giờ đem thiên cơ ra bài luôn mà cho chúng sanh nặng tu. Chứ còn nếu mà để trễ, thầy nói nếu để trễ thì kỳ khó gặp đặng ta, phải không? Trễ là không gặp được Phật, không gặp được cái đại hội luôn quá. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới đem cái thiên cơ ra, cái mái trời Đức Ngọc Đế, mà bày ra cho chúng sanh thấy. Đây, Đức Thầy nói là chúng sanh ngang ngược làm liều, Ngọc Hoàng Ngài muốn xử tiêu cho rồi, mình dường khó đứng khôn ngồi. Rõ ràng không? Xót gia, xót xa, dạ ngọc bò hồi tâm chung, nên trước đền mắt ngọc lị gân, quý yêu ba tánh biết hồi nào cho nguôi. Làm sao cho dạ được nguôi, cúi đầu lại Phật, cầu xin cứu trần. Lời phiên xưa cũng một lần, nay mượn xác trần xuống bút ra cơ. Xuống bút mà ra cơ, viết cơ, để cho chúng sanh thấy rõ được. Nếu bây giờ mà không nói cơ, làm sao? Làm sao chúng sanh mà tu kịp? Bởi vì thầy nói là thời kỳ nó đã hết rồi, đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong các nước hay nằm bằng non mấy năm là nó quá ít. Vậy cho nên thầy dùng cái chữ mấy là cái chữ quá ít đó. Cho nên thầy mới nói là ngang thấy thiên cơ khó nổi yên ngồi, thương lê thứ tới hồi khổ não. Rõ ràng mới tới thầy lạc tới, không ai chỉ bảo như vậy, con dịu dắt nhờ gà, phải nghĩ suy cạn lẽ mới là nay gặp gốc phải mau tầm gốc, để gặp thật ngồi mà than khóc gỡ làm sao hết gói mà về. Mắt nhìn xem yêu quái bốn bề bởi ác đức nên không ai cứu. Như vậy thì bây giờ cái máy thiên cơ mỗi phút mỗi thai đó. Vì vậy cho nên nếu mà không dùng cơ thì làm sao mà chúng sanh tu cho kịp. Cho nên Đức Thầy mới lấy thiên cơ nè. Đức Thầy nó đến trung tuần tháng 8, cũng là sứ mạng đó nghe, đến trung tuần tháng 8 ta cùng Đức Thầy mới tái hiệu khùng điên đó, mượn bút mực lấy thiên cơ tiết lộ truyền cho kẻ xa gần đều gõ biết, hầu ăn năn cải quá làm lành, còn kẻ chẳng tĩnh tâm sao đền tội, cũng chẳng trách Phật tiền không chỉ bảo. Bây giờ đem thiên cơ nó hết, sau này đừng có trách nữa. Có ông Phật xuống đây rồi, xưa nay không có mấy khi dương trần có Phật chỉ thị xuống đây mà giờ ông Phật xuống, ông tiết lộ thiên cơ trơn rồi mà ông chịu tu nữa thôi rồi là vừa đó. Vì vậy cho nên Đức Thầy nói ngang để đến việc gian lưng mà chịu, đem cái thiên cơ nói rồi, thầy mới nói để đến việc gian lưng mà chịu, Phật đâu có kịp lòng người ác gian, không có cứu kịp đó. Thầy mới nói ngang để sao đến việc tả tơi rồi tu sao kịp, chiều mơ cho thành. Ngày nay chim đã rập cành, chẳng lo đậu lại cho rành gió mưa. Bây giờ không tu mà đem đi cơ nói ra rồi đó, thầy nói nè, đem đi cơ nói không, thầy nói, mèo kêu ba tánh lao sao đến chừng rồng gắn máu đào chỉnh ghê, con ngựa đá con dê khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao, khỉ kia cũng bị sáo sào canh khuya, gà gáy mới đầu máu đào mới ngưng, gõ làng gõ gàng cái đệ nhị thế chiến ngưng rồi thì tới tam đại thế chiến đó. Mà tam đại thế chiến xảy ra hồi ngày 24 tháng 2 hồi năm 2022 rồi. Nga xuất đô binh gây đại chiến nè, Nhật Tào chỗ mặt sấm nhân vậy, gọi là ngay chân ngày đó là cái ngày của là tam đại thế chiến xảy ra. Mà xảy ra Đức Thầy mới nói rõ ràng ngang, Đức Thầy nói 5 năm lục mạc cơ hàng thử non lịch đại mỹ gan, tu 17 niên hòa địa nhân hiền thủ núi ngự hoàng sang tự đính chi, nghĩa là bắt đầu từ đó đệ nhị thế chiến 5 năm, nhất đệ thế chiến 5 năm,
mà tam là thế chiến 5 năm 6 tháng, 5 năm lục mạc cái hàng thử. Như vậy thì bắt đầu vô quý bà con đồng đạo mình xa gần điểm đi. Bắt đầu từ vô là ngay chân á, là ngày 24 tháng 2 2022 là vô tam đại thế chiến, xảy qua trải qua đến chừng nào mà 5 năm 6 tháng là hết ngang rồi, phải đợi 7 niên qua địa nhân hiền thủ là đủ con giáp mà thôi. 7 niên qua địa nhân hiền thủ núi Ngự Hoàng Sang tử đến chi đa vì vậy. Cho nên thưa cùng quý cô bác, chỉ cái tuần đời nó lại ráo riết gọn ở trong cái khuôn khổ mà Đức Thầy đã tiết lộ cho mình biết. Cho nên Đức Thầy mới nói rằng á, là ở nơi đây ngang sát một bên rồi mẹo đã hết. Thì mẹo á, là còn có mấy ngày nữa, 5 ngày nó hết mẹo rồi, mẹo nó hết rồng bay dơ dẫn nè ngang. Thì qua con năm rồng là con rồng giáp giáp hình là con rồng, rồng bay dơ dẫn khắp hoàng cầu nghịch lẫn cùng nhau, mà lê dân trăm họ sáu sào đã rời phụ tử máu đào nhâm tuân. Vậy là cái lê dân ở nước ngoài có họ không có nghe không quý cô bác. Qua cái năm thìn mình sẽ thấy cái cảnh khổ năm giáp thìn đây tới đây, thì còn có 5 ngày nữa nha quý bà con mình, hãy gắng lắng mà nghe. À, thầy nói thử yên lặng để ve nó gái gái mấy hàng gõ diệt Thiên thiên cơ. cơ, à, không gõ diệt thiên cơ chứ đâu phải. Cho nên thầy nói nào, cái máy thiên cơ bây giờ là mỗi phút mỗi giây, nẻo hạnh si như thể tên bay đường dinh nhục của mai một lát chứ đâu có lâu nữa đâu, bây giờ là mau vậy đó. Mà nếu ai mà chần chờ trễ à nha, đó, ai mà không tu siết, không quy y, không cúng lại, không ăn chay, không niệm Phật thì trễ liền đó. Trễ với cái gì đây, thầy nói để nếu để chờ sấm nổ vang thinh e mà tánh năng năng đã muộn. Mà miễn là bây giờ Trung Đông đánh, Trung Đông đánh đánh rồi tới Biển Đông đánh, Biển Đông đánh rồi tới Thất Sơn đánh thì trễ. Thất Sơn đánh là ăn năn đâu kịp nữa. Cho nên Đức Thầy nói nếu để chờ sấm nổ vang thinh e mà tánh năng năng đã muộn, bây giờ tu còn kịp. Mà tới núi nổ rồi hình như có lẽ là thầy nói là chỗ đó phá sổ rồi đó, không còn đi vào sổ nữa đó. Như vậy thì ngay chân giai đoạn này bà con mình đồng đạo mình nếu ai mà biết đường thì phải sớm tạo đạo kiếm đạo đức mà nhờ mà nhỏi đó, theo đạo lý nhất tâm mới kịp. Chứ còn bây giờ mà không theo đạo mà không tu hành thì kể như trễ hết. Ở đây tôi nói là không có liên can nha, bà con nào là suy nghĩ đi, coi gì đó rồi suy nghĩ mà biết. Ông Phật ông nói vậy thôi, mình bàn là như vậy. Bàn cái qua cái lời đọc chánh văn nãy giờ tôi đọc chánh văn cho bà con nghe đó. Vì vậy cho nên Đức Thầy nói là thiên cơ ai dám nói thừa, mà trong bá tánh chẳng ưa điên khủng. Ông Phật ông xuống đây ông có nói thiên cơ dư tiếng nào chứ, vậy thì ông nó không nói thừa là không nói dư. Mà ông Phật xuống đây là ông nói gì có nấy, mà mấy năm rồi ông nói có hết trơn quý cô bác. Hồi năm 1939 bắt đầu Đức Thầy đã tiết lộ cái máy trời và cái thiên cơ thì đã có hết rõ ràng phải không đó. Vậy vậy cho nên ở trong đất nước Việt Nam mình không phải là không có nghe quý cô bác quý đồng đạo. Bây giờ bão số 7 cái nội mà cái cơn bão năm 1997 đó là ở tại Kiên Giang Gạch Giá mình phải không, chết trên 3.000 người quý cô bác thấy không. Thầy nói khổ ách này đặng thức tỉnh trần gần thiên định tuần đời sắp hạ đó. Cho nên thầy nói nè, thấy chúng sanh ngang ngược làm liều, Ngọc Hoàng ngài muốn xử tiêu cho rồi, muốn xử tiêu hồi năm 1936 ngàn quý cô bác đó. Vì vậy cho nên ngài tiêu diệt hồi năm Bính Tý đến năm nay hao hết đã nhiều, các ngoại bang đà nhuộm máu điều mà lên thứ không lo chẳng liệu. Như vậy thì từ đó tới giờ năm 1936 mà nhờ có Minh Vương và Đức Phật Tổ qua sinh Đức Phật là đến qua sinh Đức Ngọc Đế để là Phật dạy trần. Như vậy thì lời phiên xưa cũng một lần nên nay mượn xác trần chúng chúng bút ra cơ gõ gạt. Thưa với bà con quý đồng đạo xa gần, mình hãy nghĩ suy đi, mình có duyên rồi đó, có duyên lành với Phật mình mà có xác thân này và được nghe lời Đức Phật lâm phàm, mà kỳ này mình sống ngay chân thời kỳ Đức Phật ở trụ thế là bắt đầu ngày là 18 tháng 5 năm Kỷ Mão là một vị Phật là Đức Thầy ta đã ra đời truyền cái đạo đó. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới tiết lộ cái máy thiên cơ hết đầu đuôi ta tỏ ngọn ngành, mau mau trao chĩa chữ lành cho xong đó. Như vậy thì bây giờ hôm nay đã bày tỏ hết trơn rồi, bày tường là
tỏ hết trước sau trong lục. Vì Đức Phật, vì Đức Thầy thương chúng sanh cho nên xuống đây lần này phải nói thiên cơ hết để cho chúng sanh tu mới kịp. Chứ còn thật ra mình nghĩ đời còn lâu nha, còn vài chục năm, 400 năm, 300 năm, 20, 30 năm nữa, thả trôi không? Tu hành như thể thả trôi vậy đó. Đó, thể thả trôi gì? À, tỷ như là nước lớn rồi trôi lên, nước gồng trôi xuống, giống như như cái dầy lục bình mà thôi. Đó, tu hành thì chẳng có thiện tâm, vậy thì biết chừng nào. Nó Vậy cho nên mà bây giờ quá sát một bên rồi, cái nó tuồng vừa đời nó đã sát một bên. nó vừa đang đói không đói 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 Đó, đói không bây giờ bắt đang đói đầu không đang đáp mình nãy vua giờ mình nào nữa nói cái cảnh đánh ở tại Trung vua Đông thôi mấy ngàn câu đó, tại cái Trung Đông nha quý vị bà con của bác mình. Bây giờ nó đánh ở Trung Đông rõ ràng bắt đầu từ ngày 24 ha, hoàng cái ngày là 7 tây tháng 10, ngay chân thằng là à bác à Israel với Hamas, nó đánh ở Israel là ghi gớm ở tại Trung Đông, phải không? Thì đó là cái sự chiến tranh ngang quý cô bác. Mà còn Biển Đông mình bây giờ nó đem đủ khí giới ra hết, mà thầy nói khắp thế giới binh lương cựu túc quyết tranh giành quyền lợi, xé sâu nhau thấy nhân sanh tuôn giọt máu đào, lòng bác ái động tình rơi nước mắt. Đó, nó đánh vậy đó quý cô bác ơi, nó đánh ghê gớm luôn, mà giặc giả lớn chưa từng thấy. Còn chi mạng sống người đời, nếu không chưởng phước khó ngồi thế gian. Làm gì mà có trong cái thời kỳ chiến tranh giặc giả này, làm gì mình còn sống mà nó chơi hạt nhân liên tử không à? Rồi súng là toàn là vũ khí thông minh, nó bắn ra một cái là không không tưởng tượng, gấp ngàn lần, gấp 5.000 lần của cái hạt nhân hồi đi hồi năm là năm 1945, mà nó hai cái hòn đảo Hamasaki và Hiroshima ở tại Nhật Bản đó. Mà quý cô bác quý đồng đạo mình thấy xét lại như vậy, đó là thời kỳ sau này văn minh tiến bộ là dùng hạt nhân rồi. Như vậy thì bây giờ làm cho cái đất động trời nghiêng chứ đâu phải vừa đâu đó. Nó dùng là hạt nhân liên tử, là sau này là mình sẽ cảnh khổ. Mà nằm ở bên cái cảnh của mình hiện tại sống đời này, bây giờ quý bà con cô bác mình thấy trong cái đời này phải gần cái đời hết chưa, phải gần đến cái đời tận diệt không? Mà Đức Thầy nói thổ lộ cho mình biết nè, thầy nói là trong cái hoàn cảnh chúng sanh đang bị thời kỳ này nội, cái trước hết mình chưa có gặp cái chiến tranh mà cái đói mình cũng chết trước, cái nạn đói nè. Mà bây giờ quý cô bác thấy không, nghèo với đói từ đây sẽ biết, phải không? Rõ ràng hay là nghèo với đói từ đây sắp đến là rõ ràng nha. Bây giờ quý cô bác mình thấy có khi nào mà gạo lúa mà lên tới 10.000 và 11.000 một ký không? Đó hai lúa, lúa lên 10.000 anh, lúa lên 10.000 một ký, 11.000 ký, 12.000 một ký lúa đó. Gạo mới là hai mấy, mới là 18, 20, mấy hai mấy đó. Đó là tôi nói giá lúa. Vậy là bây giờ là ở sau này cái hoàn cảnh Đức Phật cho mình biết sau này nha, chén gạo chén vàng đổi chén gạo à nha, chứ không phải vừa đâu đó. Vậy cái hoàn cảnh hồi đó giờ, hồi cha sanh mẹ đẻ chúng tôi khi đến lên năm nay, thì cái Tết này tôi 61 tuổi mà thưa cùng quý cô bác nó thiệt ngang, chưa bao giờ tôi thấy cái giá lúa giá gạo lên như vậy. Mà như vậy thì bây giờ nó lên tới cái giai đoạn này chúng sanh là sắp đói. Nếu mà mỗi một người mà mua được có mấy ký gạo thôi mà một ngày, mà bây giờ dân người ta thất nghiệp biết bao nhiêu đó, mấy chục ngàn người là thất nghiệp ở các công ty, giờ là cái biên chế là phải bớt giảm người, rồi bắt đầu qua Tết này nó không có đi làm được. Thì quý bà con cô bác nếu người ta về quê nộp nộp đây rồi nó sanh ra cái gì, quý cô bác sanh ra trộm cướp. Bởi vì nếu mà bằng cùng người sanh đạo tặc đó, đối thành ra phải đi giành giật mươi mốt để giành giật đang ăn cướp bóc, xảy ra cái chuyện làm cho nhân sanh thống khổ, giết chết lúa chóc lẫn nhau, phải không? Đó, như vậy thì bây giờ nội là mới cái lúa mà lên giá đó thôi đó. Rồi mình nói lần tới đây bắt đầu nãy giờ nói cái giá lúa mắc, mà bên cạnh chúng ta ngay cái làng Mỹ Thạnh nè, cái làng Mỹ Thạnh ở An Giang mình đây thôi, không biết cô bác, là 1.000 công mà nó bệnh gầy trắng là nó cháy, nó không chỗ được, bây giờ 50 mấy ngày mà nó không chỗ lên được, mà thấy khủng khiếp chưa quý nói vị? Nếu không ai đến tại cái làng Mỹ Thạnh là hiện giờ hả huynh, hiện ngay chân bây còn giờ nữa luôn, bây giờ nó 55 ngày mà lúa không chỗ được đồng tháp có luôn
Đồng Tháp mình nó lem mà tính là trên là cả ngàn công vậy đó. Mà nếu mà nó thất mùa như vậy mà nó kéo nhiều nhiều như vậy, nhiều mùa như vậy Như thì là mình dân nói ta sẽ sao đến cái gặp cảnh đói. bây giờ Đó, phải cảnh lầm than đói. Lầm than đói khó gì tai ách. Rõ ràng nghe. Như vậy thì bây giờ xảy ra cái những cái chuyện này rồi á, là lúa thì á, là gầy trắng, kỹ sư á, là đem thuốc xuống xịt như nước lạnh xịt không chết nó, xịt lúa chừng nào nó lụng thêm chừng đấy, người mấy chục công, năm ba chục công, ba bốn chục công mà không thu hoạch được, rồi không có tiền để, không còn một hộp thu hoạch luôn, thì lấy gì đâu mà để trả tiền á, là vật tư phân thuốc trong cái mùa này đây. Nội nói tới trước mắt đây thôi thì là thấy cảnh đói rồi, cho nên thầy nó đối với nghèo sắp đến bây giờ rõ ràng như vậy. Thì nó trải qua cái thời gian chúng ta, nếu mà trong sự mạnh 5 năm này ngang 5 năm lục mạc cái hàng thử bắt đầu tới đây, còn ngày 24 tới đây là nó sẽ đủ đủ của là 2 năm, mà bắt đầu hai nghe năm đó rồi nó tới cái gì là đủ 5 năm lục mạc cơ hàng thử. 5 năm là 5 năm mà lục là 6 tháng ăn. Chữ mạc là tháng là 6 tháng, 5 năm 6 tháng. Cơ là đói, hàng là lạnh. Trong cái hoàn cảnh chịu đói lạnh sắp tới mà bây giờ mình đây chưa đói lạnh mà ở bên kia đói lạnh trước, ở bên đó là Trung Đông. Trung Đông đó nó đang đói lạnh ở bên đó. Chiến tranh giặc giã bây giờ nó đói không nhà ở nè. Không cơm ăn nè, không chỗ nghỉ nè, quần áo không có mặc nè, nước nôi không có nè, điện không có nè, tất cả những gì nó đang thiếu thốn, bị thương, đạn lạc, không có thiết bị y tế, không thuốc men để uống. Đó, bây giờ nó sanh ra bệnh truyền nhiễm, nó lây lan. Đó, rồi thêm bây giờ, cả cái thế giới mình hiện tại hôm nay, Trung Quốc, 18 tỉnh thành nó đang bị, 18 tỉnh thành nha, quý cô bác, quý đồng đạo, nó đang bị bệnh dịch tái phát của là SARS-CoV-2, COVID-19 trở lại, nó hợp với bệnh viêm phổi trắng. Con người bị bệnh đó là chết, khô phổi, phổi trắng chết, phổi trắng chết. Là bây giờ 18 tỉnh mà đất nước như Trung Quốc bây giờ nó có 32 tỉnh mà nó là 18 tỉnh bệnh dịch. Quý cô bác thấy nó gớm ghê chưa? Trong cái cảnh này chưa? Cảnh hồng trần tờ biển mênh mông. Chỗ này nè, mới là sợ chết ước mong mà không ai cứu bởi lòng ác gian. Đó, không chịu tu mà thầy nó không tu chừng khổ cũng ưng, cái cảnh này nè, không tu chừng khổ cũng ưng mà tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay. Sau này ai muốn được cái niềm vui và cái hạnh phúc thì bà con cô bác mình hãy đến cửa đạo đi, rồi xin làm lễ quy y ha, rồi ăn chay, rồi cúng lại, rồi niệm Phật, rồi làm lành giữ giới bố thí thì mới được cơ hội còn sống sót để coi đời nha. Mà nếu như ai muốn coi đời phải nghe lời thầy nè, thầy nói nè, khuyên chúng sanh niệm Phật coi đời cõi hạ giấy gồng mây chơi dẫn. Bây giờ khắp hoàn cầu nghịch lẫn cùng nhau, như vậy thì còn có 5 ngày là sẽ hết cái năm mèo của mình nghe quý cô bác quý đồng đạo. Như vậy trải qua cái năm mèo này mà thầy nói con rồng mới nửa rút nanh mà trong bá tánh thất thành heo, con rồng mới nửa rút nanh mà quý cô bác ơi, nửa là nửa năm nghe, nó rút nanh đó là nửa cái rút nanh là nửa cái năm mà trong bá tánh thất thành hải hùng, nghĩa là chừng đó coi chừng cái cảnh lầm than giặc giã chiến tranh ở Biển Đông nổi dậy. Bởi vì thầy có nói là Âu Á, Âu là chiến tranh trước phải không, là Trung Đông nó Âu rồi, Âu Á là Á là ở biển Thái Bình Dương mình, ở Biển Đông mình nè, Á là ở biển Đông, ở Biển Đông. Âu Á lung tung nhuộm báo đào, bá tánh say sưa mùi phú quý, sau này dướng cảnh đồ lao, đồ lao muốn lánh sớm nghe ta bố thí, trì cha giữ giới mà Phật đạo trao dồi, tâm tánh lại giác thiền chuyên chở lúc can qua, can qua dân chúng chớ buồn lo, tích đức chờ ta chốn hẹn hò. Gọi gạt bây giờ phải tu để có cái đức để chờ đợi cái ngày mà đức thầy chở gót, ít lâu ta cũng trở về phiên cùng muộn đạo, chớ hề lãng sao, chỉ lòng chớ có nôn nao, từ đây nhân vật mòn hao lần lần. Đó, như vậy thì bây giờ ngay chân cái đoạn này chúng ta thấy chúng sanh đang khổ đó, nào là cái cảnh đói, nào là cảnh loạn lạc, mà bây giờ quý cô bác mình hãy nhìn ra cái xã hội này coi nó loạn chưa, bắt đầu khởi. Bây giờ quý cô bác nhìn ở Sóc Trăng mình mấy cái vụ án lớn,
con giết cha mẹ, anh giết em, chồng giết vợ. Ngờ giờ mà xuống Cà Mau coi, một gia đình, một cái chú rể mà giết là ba bốn bốn cái, một người trong gia đình giết vợ, là giết mẹ, là giết Đúng rồi, ông và vợ, đúng rồi. một đứa con trong bụng nữa là phải bốn mạng người, thấy chưa? Như vậy là đời này là cũng hiếm lúc con còn giết mẹ giành của tiền, cốt nhục giết nhau, tranh lại danh giết lẫn là đồng bào, niềm nhân loại phân chia điểm yểm bách, rồi giết sanh vật đầy lòng kiêu cách. Chỗ này tưởng rằng mình như thế là ngoan, khuyên ba gia ba tánh diệt đàn, chớ sát hại mạng người như thế. Thì trong cái thời kỳ này là cái thời kỳ nghĩa là tận diệt của nhân loại sắp đến, thì thôi ở nơi đây có được ông Phật ra đời, còn đang trụ thế đây mà Đức Thầy là tạm đây ta mắc lui hài gì trên bệ ngọc diệu gài hồi quy, không đành tách gót ra đi nên dùng lời lẽ từ thì bá gia đó. Như vậy thì thầy từ giả mình để thầy là lo gì quý cô bác. Thầy nói là hôm nay Đức Thầy còn bận ngang, nó cho nên nó đừng thở than bận đến lòng ta, để cho thầy đi dạo ta bà đặng dạy kẻ đường xa chưa rõ. Nay rừng bụi có người mở ngõ thì phải noi theo dấu thỏ đàn dê, dục gió cưu nhiều nỗi thảm thê, dạy sanh chúng cho rồi mới rảnh. À, như vậy thì ngay trong cái giai đoạn này thầy đã tiết lộ thiên cơ là chi, thưa cùng quý cô bác, qua lời thành bổn hỏi thì chúng tôi trả lời rất tóm tắt trong cái những cái điều thiên cơ mà thầy đã tiết lộ cái mái trời đó. Hôm nay mỗi một cái thời kỳ là có cái nhân loại tu có cách khác nhau, thượng ngày trung và hạ thời kỳ này hả quân. Thế nên thời kỳ Đức Thầy đã nói là hết đời đó, vậy cho nên thầy phải đem cái máy thiên cơ mà cho chúng sanh để nghe theo mà tu mới kịp. Chứ còn hồi xưa đến nay chúng sanh thì trong cái cõi đời này tin Phật thì rất là ít, mà hôm nay xưa nay không có mấy khi rồi dương trần có Phật, vậy thì chúng đây ngày nay có ông Phật, thầy mới nói là không nỡ ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần đặng chặn chịu cảnh chê khen, vì lòng từ ái chứa chan thương bách tính tới hồi tai quả. Phật dương đại chỉ gõ máy duy quyền để chuyển lập hội long qua, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo định ngôi phân thứ gây cục hòa bình cho vạn quốc chưa ban. Như vậy thì bây giờ một tay tá quốc an bang nước nhà dựng đạt ấn đài hiển dinh, bây giờ phải mượn kệ kinh dắt chiều trần thế mặc tình giác được. Vậy thưa cùng quý cô bác, ngay chân cái này thời kỳ này Đức Thầy ra đời phải nói hết những gì cho chúng sanh biết, nữ nam muốn gõ âm hao gán trao đức hạnh ngày sau sẽ tường đó. Như vậy thì thầy nói cho mình biết hết những cái mái trời, cái quyền bí nó sẽ đi đến, thầy nói khổ lao đà đi đến như tên nó, chứ không phải là như hồi xưa giờ nữa. Cho nên thầy nói là mau mau kiếp kiếp chuyên cần chúng sanh còn có lập thân hội này, thầy nói cho mình biết lần thứ chót gọi lời kêu thúc, gọi lời mà kêu thúc là hối ngang nó, bây giờ lão lại thúc đò đò đưa qua bến giác dông to tới nhà. À, nếu mà không tu á, thì sẽ đến cái gặp, nếu không gặp cảnh bơ vơ thì ghe chẳng có bến bờ cũng không, mau lẹ quy y cúng lại ăn chay niệm Phật làm lành giữ giới, thời kỳ này mới có kịp. Chứ còn nếu mà ai mà không tin thầy, do dự hẹn lần hẹn lựa thì thầy nói gì, để nước nếu để mà nước đến chua chôn mới nhảy đùng, nhảy đùng ắt phải lọt ngoài sâu, chẳng có xuồng ghe cũng chững mái gầu, làm sao lo liệu tu cho kịp, bọc bẹ Nam Mô cũng nhọc cầu bệnh tật nỗi nào đâu, lao khổ nhân sanh cảnh nước Tàu, trẻ nhỏ rã rời xa bố mẹ mà còn tranh đoạt mảnh mồi câu danh lợi chúng dân gầu. Rõ ràng bây giờ đang gặp cái hoàn cảnh mà nếu không á, thì bây giờ đang á, là gặp cảnh bơ vơ mà xuồng ghe chẳng mà bến bờ cũng không nha, xuồng ghe chẳng có mà bên bờ cũng không. Như vậy thì bây giờ có cơ hội thầy nó thả thiền từ bến giác nâng niu, kẻ hiểu đạo mau mau bước xuống đã. Vì vậy cho nên Đức Thầy đã đem cái chiếc thuyền đại đạo mà để đưa chúng sanh đó. Thời kỳ này Đức Thầy cho mình biết vinh hoa dường thể cúc mai cuối mùa tàn gũi lâu dài đặng đâu, đó cảnh vinh hoa lại quá treo leo, nhà giàu có sao nhiều tai ách. Thưa cùng quý cô bác, bây giờ nghe, nếu mà trong thời kỳ này không có tu thì kể như không có kịp nữa rồi. Thôi giờ tôi nói cái lời chót hết sau cùng mà Đức Thầy cho biết, chừng nào tôi được hết khùng
thì là trong dân sự còn dùng làm chi? Thưa cùng quý cô bác ơi, nếu như mà ngay trong giai đoạn này mà Đức Thầy trở lại tại Tổ Đình đó nghe, Thầy cho biết, nói với ông Út, sau này tôi đi sao tôi về y vậy? Mà Thầy đi vắng mặt hồi năm nào quý cô bác? Thôi giờ tôi kể cho quý vị nghe cái mà Đức Thầy đi sao vậy vậy nghe. Hồi Đức Thầy phải sanh năm là ngày 25 tháng 11, hồi năm 1919 không? Đúng là ngày 25. Rồi đúng là ngày 25 tháng 2, nhưng 2 tháng 2 năm 47 không? Ngày 25 Đức Thầy vắng mặt nữa. Lần thứ hai Thầy vắng mặt. Vì là lần thứ ba Thầy trở về, quý cô bác hãy coi chừng. Thầy Đức về ngay chân cái ngày 25, mà cái tháng mấy tôi chưa nói. Đó, tôi không thể nói mà Đức Thầy nói nè. Đức Thầy nói chỗ này nè quý cô bác. Đức Thầy nói cái chỗ này, Đức Thầy nói ngang, ai mà biết được ngày mai, ngày nay yên tĩnh, ngày mai thảm sầu. Giả lại Thầy nói ngang, cái chỗ này nè, là đế dương xuất thế là ngày. Nghe quý bà con cô bác hãy lắng nghe cái câu Thầy nói. Đế dương xuất thế là ngày, dậu thân bình trị trong ngoài âu ca. À thôi vậy thôi, tôi đọc chánh văn đi, gửi cô bác mình cùng bàn. Đó, cùng bàn ở chỗ đó để mình sẽ biết cuối cùng của bài Thiên Lý Ca mà. À, Thiên Lý Ca có nghĩa là tiết lộ ra, tiết lộ ra để cái máy thiên cơ này chúng ta thấy biết rằng là Đức Thầy nói là khùng toán biết âm dương kết liễu, cái cuộc đời này ngày nào mà kết liễu là Thầy đã lộ chúng ta biết rồi. Khùng toán biết âm dương kết liễu, khùng quyền cơ, khùng đảo Thích Ca, vậy là khùng mà biết được việc trời đất, biết âm dương kết liễu là hết đời trong ngày nào. Nhị thưa cùng quý cô bác, như vậy thì 2022, 2023, 24, 25, 26 phải là 5 năm không? 2026 là 5 năm, 2027 là không có tới có 6 tháng nữa mà thôi, có nửa năm nữa thôi ngàn lúc mát. Vậy thưa cùng quý cô bác, đó là cái chiến tranh mà Đức Thầy cho biết Mỹ Lệ Hằng Nga khởi tranh đâu, nữ tự nhị nhân kim nhất liễu, mà hai cái nước này đều bị tiêu diệt, còn có một phần nước thôi. Là tại sao cái dùng cái văn chữ là cái chữ Hán, cái chữ nữ, cái bộ nữ, mỗi cái chữ Nga là cũng có cái bộ nữ, mà cái chữ Mỹ cũng có cái bộ nữ. Rồi quý vị, với chữ bằng chữ Hán ngang, cái chữ Nga hoặc cái chữ Mỹ đều là có cái bộ nữ hết. Như vậy thì hai cái nước này nữ tử nhị nhân kim nhất liễu, kim là trong thời kỳ này hai nước này sẽ bị tiêu diệt, một nước chỉ còn có một phần thôi. Thế nên trong lời của hành sĩ nói là gì quý cô bác? Nga xuất đào binh gây đại chiến, Nhật Tàu chỗ mặt sấm vang dậy, rõ ràng ở chỗ này. À, rồi Nhật chiếm càn khôn đạt lấy quyền, Anh kỳ thất thủ khổ chân chiên. Là Pháp quốc kỳ cùng lâm khổ tận, Mỹ đành thất thủ bởi cơ thiên, ý nương cơ thánh ra chịu mạng, diệt quốc tiền bang mối đầu tiên. Như vậy thì sau này kết cuộc trong cái chỗ giai đoạn đó đó. Như vậy thì bà con mình đó là hôm nay tôi bàn ráo ghía cạn ha, chứ không phải là tôi bàn ít đâu quý bà con cô bác. Như vậy mà nếu ai mà còn mà nghi nữa, ai mà còn ngờ nữa, thì thôi kỳ này là tôi cũng đành bó tay, mà thầy đã trút cạn hết trơn những gì rồi. Thầy nói hết cái mái trời và cái việc mà trong việc trời đất này thầy đã tâm sự cạn bài hết rồi. Nếu như ai không tin là bởi không ưa, chứ nước sâu mà bị gào thưa nên dân đông đảo lời chuyện chẳng xiết, rõ ràng không? Nên thầy mới tạm mượn cây ngòi viết đó, cho nên thầy mới dùng cái ngòi bút thần ngang, với bút thần như hạn cho mưa, rõ ràng không? Chớ nước sâu mà bị gạo thưa. Như vậy thì cùng quý cô bác thầy để dùng ngang, miệng nhích môi đầy văn tao nhã, hạ bút thần thơ đã đề khai. Như vậy là thầy dùng cái bút thần ngang quý cô bác, quý đồng đạo đó, mà lời văn tao nhã hữu tình, bởi dân sắc lệnh thiên đình sai ta. Như vậy thì hết rồi, thầy dân cái sắc lệnh của Đức Phật A Di Đà nè đó. Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì ngài thương xót chúng sanh, ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy. Còn nữa, thầy nói là
Lệnh Quan Âm giải biểu khùng tròn cho bổn đạo gõ nguồn chân lý. Đó, còn nữa, thầy nói ta thừa dưng sắc lệnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp, hay là lão đây dưng lệnh Minh Vương với lệnh Phật Đường đi xuống giảng dân. Đó, còn nữa là đức thầy cho biết ta thừa dưng sắc lệnh của trời cùng ông Ngọc Đế giáo đời phiên dân. Rõ ràng vậy thì bây giờ thầy đã dưng năm cái sắc lệnh này mà đem truyền ban cho chúng sanh trong thời kỳ này đã hết, là cái tối cao, là cái bí mật thầy đã lộ hết cái mái trời thiên cơ huyền bí, những gì mà thầy nói là ta ra sức giết câu huyền bí, chúng sanh ơi gán kiếm gán tầm, như vậy thì hết rồi ngang. Ngày nay thầy đã cạn hết rồi, chúng tôi trình bày với bà con cô bác cũng đã cạn, phải không? Thầy nói mực đã cạn, lòng yêu chẳng mà mãn ngang. Còn thương chúng sanh ta còn thương thương trò liệu điệu, chứ cũng mừng được dịp phổ thông. Đó, vậy thầy thương. Thầy nói tiếng sấm sét bên tai xốc xáo cả muôn người ngơ ngáo hỏi han. Nay thân thầy cũng đặng bình an phim đạo đừng than lắm tiếng. Nó ti xa đường có lợi lưỡng biển, bởi bút hành, thầy nói nè, bởi bút hành bay luyện khắp nơi, dở giáo lý thi văn mà coi phải bút hành trong đó không? Toàn bộ thi văn giáo lý thầy dùng ngồi viết bút hành nó để viết để lại cho mình. Nó thôi kỳ giờ thưa cùng quý cô bác, hôm nay tôi tâm sự để nhắc qua lời đức thầy mà thành bổn đã hỏi lên, qua cái lời mà hôm nay đã thầy đã tiết lộ thiên cơ là gì. Thầy thầy thương chúng sanh, nó dạy chẳng đặng lòng như lửa đốt, vì thương mới nói thiên cơ nè. Dạy chẳng đặng lòng như lửa đốt khắp dương gian, chưa đặng ba phần, kể từ nay tiên Phật thánh thần lo dạy dỗ dương trần chẳng chiết. Như vậy cho nên đức thầy phải nói thiên cơ, nói thiên cơ chúng sanh tu mới kịp. Đặng niệm Phật, ăn chay làm lành, bố thí trì giới và nhẫn nhịn tinh tấn thì là mới kịp. Thưa cùng quý cô bác, thôi thì đến đây tôi xin tạm dừng để nhường lại cho anh hai để nhắc lên lời châu ngọc quý cô bác, để một đoạn để tâm sự chia sẻ cùng quý cô bác, quý đồng đạo. Đến đây tôi xin tạm dừng. Nam mô A Di Đà Phật.